Mình chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube Quốc Thiên Vlog của em nha. Thì hôm nay em có đi ráp cái bộ cửa bốn cánh CNC nè. Thì ở Thanh Vi Hậu Giang. Vi Thanh. Em nói lộn. Vi Thanh Hậu Giang. Đó, thì đây là cái bộ cửa mình em mới gắn vô xong, thì giờ sơn giảm giá lại. Đó. Sơn giảm giá lại cho gia chủ nha. Đó, thì quay sơ cho cô chú anh chị và các bạn xem cái mẫu này. Lát nữa hoàn chỉnh xong chốt chiếc rồi em quay vòng nữa để cho cô chú anh chị xem tham khảo cái mẫu này. Nếu mà có nhu cầu làm thì cứ liên hệ với em nha, số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Thì cái mẫu này là Mai Trúc nha, Mai Trúc Cúc Tùng nha. Đó. Đây con trời cũng mù, cũng muốn mưa nên video nó có hơi mờ, mong cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm. Rồi lát nữa em sơn nhậm giá với lại bắt chốt rồi hoàn chỉnh em quay vòng nữa để cô chú anh chị và các bạn xem thông cảm nha. Ở đây là ngay chỗ này là gọi là khu chung cư. Khu chung cư nha, thành phố Vị Thanh nha. Đó, để anh này anh biết em qua kênh YouTube đặt cho em một cửa cổng mô CNC nè. Anh rồi thì mình đã hoàn thiện xong bộ cửa CNC bốn cánh cho khách ở Hậu Giang rồi nha. Thì giờ mình xin kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Nếu cô chú anh chị nào có nhu cầu làm thì cứ liên hệ em nha. Số điện thoại em sẽ để dưới phần mô tả. Rồi bye bye, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Rồi anh.